Hello, xin chào các bạn. Thì như các bạn đã biết thì hôm nay 12 tháng 8 thì ra đây cả các con nó mở phiên bản chính thức rồi. Thì mình chơi mình thấy cảm thấy có một số bạn chơi mà không biết những cái miếng Z á, những cái item hoặc là miếng Z nó để làm gì. Hôm nay mình định hướng dẫn các mấy bạn hướng dẫn các bạn để hiểu rõ về mấy cái miếng Z công dụng nó làm gì mà không cần phải đọc tiếng Anh nữa. Ở đây cái combat tiếp đồ hướng dẫn combo chai hôm nay nó có bên sổ Z nè. Mình thấy mình chơi nhiều bạn không biết cái miếng Z để làm gì, để làm sao của cái nào á. Ở đây có tất cả công dụng của những cái video hướng dẫn tất cả những công dụng của cái miếng Z đó, dành cho lại vũ khí hoặc là cung item tăng di chuyển mấy cái đi không tiếng động ha, hoặc là lướt hai lần, né hai lần, cái này đủ hết. Còn mấy cái miếng Z này cơ bản này không nói, tăng HP, attack rồi kia biết không cần nói, không cần để ý. Mấy miếng Z này thì công dụng có lông quật hoặc miếng blast nè. Bình thường thì nó rộng được có một đường thôi, nó chém chỉ có một đường thôi. Còn này khi mà nó gắn miếng này vô thì nó chém hai đường, ngoài như Blue Mon nữa coi. Trong phát cuối cùng thì nó sẽ đánh xa ra ha. Ở đây có rất là nhiều cái sổ Z mà bạn gặp, mà mấy bạn nào mà chơi mà không biết mấy miếng nó làm gì thì các bạn ra đây coi công dụng của từng cái, nó có hình video hướng dẫn hết. Có số bạn lụm vô mà mấy bạn không biết làm sao để xài được những cái đó. Như Overlord đi, hay như phản đòn á, cản đòn mà quay lại xả thôi. Mình cũng không chơi đại đao nhiều lắm, thường chỉ cần xài một cái Z là được rồi. Bản update này có mới item mới Dagger ha, cảm thấy cái quýnh rất là nhanh cây này. Chuẩn bị vậy thôi. Bow, rod bow, cành nông rồi này có hết. Một số bạn rồi không biết cái này thì cứ vô đây mà coi những công dụng, không biết những công dụng của miếng Z mà các bạn lụm được thôi. Muốn chơi cái item nào thì muốn chơi cái vũ khí nào thì mình vô mình coi item cái vũ khí đó là những cái miếng Z đó nó có tăng cái gì thôi. Nếu mà công vô mình không biết á, mà có mấy bạn chơi chung với nhau mà hỏi cái này không biết cái làm gì, đọc xong mình hiểu được á, không cần đọc hiểu đâu, mình cũng không dành tiếng Anh lắm đâu. Chung quy là ở đây nó có hướng dẫn hết rồi cho nên rất là dễ hiểu ha. Rồi xem mà mới ra chơi hôm nay cũng rất là đông, tìm tem rất là dễ, cứ canh kênh thế giới mà xin ơi tính lọt vô thôi. Còn game này có chức năng voi thì mình bấm chữ Y nhỏ ha. Voi của game này thì mình phải bấm chữ Y nhỏ thì mới nói liên tục được, chứ còn bấm Y dài là chỉ có đè Y dài là đè giữ mới nói được, chứ còn buông ra là không nói được. Cho nên nếu mà mặc định muốn nói luôn á thì bấm chữ Y nhỏ thôi. Một số bạn không biết hả, số bạn không biết các bạn cứ đè Y dài xong mấy bạn lúc mà mấy bạn quýnh, mấy bạn nói mấy bạn đang quýnh xong mà nói được không. Y nhỏ là tự động nói ha, bấm Y nhỏ là lần nữa thì tắt thôi. Ok, chúc các bạn chơi game vui vẻ. Tới giờ này cũng khuya rồi đó, mình cũng đánh cũng mấy chục trận rồi, còn thiếu một lọt nè. Việt Nam nè, mình đi server C Việt Nam rất là nhiều luôn. Ok, Liên Bi thì cứ ra đây rao lên ở Việt Nam cộng một có mic rồi, kiểu gì cũng có người mời à. Rồi, chúc các bạn chơi game vui vẻ.